mẹ chưa chả ngại tanh dơ, nuôi con từ thủa trứng nước mây thơ, nhưng là chớ có quên công cha ngại mẹ sinh con ra. Ngại mẹ thì cũng lắm, công ấy cha thời nghèo nào là khi ấy con ơi bồng bế cơm sữa nâng niu. Thì quần áo chiếu chăn nó ướt thì đầm đầm chỗ ướt, thời mẹ chịu cho đành tâm. Cha mấy dòng mà cây đức mẹ ấm
dày đền ân trong phép làm người, khuyên con giữ đạo hiếu thân, cảm thương thì cha mẹ ân cần ra con, đi mặc đi lòng ai thời cho phải đạo mà làm con. Phải nhớ đến cái công cha mẹ, lại càng nhớ thương đường thập ân, nói đến cha mẹ chúng còn thương lặng mà nghe thì tôi kể đoạn trường phúc nhôi, kể từ một ân trong lòng thì mẹ mới có tài. Trong lòng con nơi mẹ chịu mà sầu bi, miệng thời mà cay đắng, dạ thời mẹ héo on, bữa cơm ăn thời thì không biết miếng ngon. Lòng mẹ đắng cay mà chua xót, về con đêm ngày sang đến nay yên công cha mà ngại mẹ biết bao tay. Con 9 tháng để có thai thì nặng nề, thương con thời đi đi sớm về khuya, con nơi của ngon thì vật lạ chả hề ước ao, mang đi mấy mẹ cùng con đi khó nhọc mà ôm dao. Quản bao công trình sang đến ba ân nuôi chúng con vừa tới thang sinh, khác nào thì vượt bể một mình ái hương, kể từ con nơi thập nguyệt mà thái dương. Con thì nhọc nhằn, có thì mang con thời thì vật lạ không ăn. Đã được mà 9 tháng, trông mong cho nó đủ 10 ngày, mong đi tới tuần thì bông đi huê nở mà liền tay. Bông đi quê nở liền tay,
bao giờ mà con đấy, cha mẹ đứng đầy vây mừng, quý con lạng vàng con nơi cần giá đã nào bằng đừng bằng thì bằng ngọc, coi bằng bông hoa lắng với tai nghe thời thì con khóc ở trong nhà, tuy thì nó đau mà lòng mẹ, nhưng mà được lòng con ấy công ấy sinh thành ấy con ơi, đạo đức bằng nuôi non